Hai, Nam chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay thì Nam sẽ làm một cái clip nói về cái vấn đề là xử lý làm bông mít Thái. Thì theo như bà con mình cũng biết đó, thì cái thời gian mít Thái á, cái thời gian mà thu hoạch mít Thái nó rất là quan trọng để mà chúng ta bán được giá. Thì nếu mà trường hợp mà chúng ta để mùa thuận á, thì chúng ta bán sẽ, nói chung là giá nó sẽ không được cao, và năng suất thì nói chung là nó có đó. Năng suất thì nó có, nhưng mà ngược lại cái giá thì giá thành của một cái giá mít á, thì nó không được cao. Nó rơi vào tầm khoảng từ 7-8 ngàn một ký, thì cái giá đó là cái giá mùa thuận. Còn cái giá mùa nghịch á, thì quý bà con nông dân mình cũng thấy đó, là tùy vào cái thời điểm á, giá mùa nghịch á, thì nó rơi vào tầm khoảng từ 30-40 ngàn một ký. Thì tùy vào cái thời điểm. Thì ngày hôm nay thì săn dịp đây thì cũng gần là ngày hôm nay là ngày 22 tháng 8 âm lịch rồi. Thì chuẩn bị là cũng vào cái vụ là gọi là làm mùa vụ mít thứ hai trong năm, để mình bán cho tháng 12 và tháng Giêng của năm 2022, thì để cho giá nó cao hơn. Thì đây thì Nam sẽ gửi đến tất cả quý bà con nông dân của mình về một cái quy trình tổng thể xử lý làm bông mít Thái như thế nào để cho cây mít chúng ta trên vườn chúng ta nó sẽ ra đạt hơn và ra đồng loạt trên vườn để chúng ta bán tập trung hơn. Thì vào một cái thời gian thời điểm đó chúng ta bán nó sẽ có giá hơn. Thì đối với cây mít Thái á, thì một số anh em thì cũng có trên diễn đàn thì anh em cũng có nói là cái cây mít Thái cực kỳ dễ ra bông. Nhưng mà đối với Nam á, thì cái cây mít Thái á, thì nó dễ ra bông thiệt, nhưng mà mình phải áp dụng đúng kỹ thuật thì cái vườn của chúng ta nó mới ra bông đồng loạt được. Còn nếu mà chúng ta trồng với cái mật độ ít, chúng ta xử lý rất là dễ, nó sẽ rất là dễ ra bông. Còn đối với chúng ta trồng theo kiểu hình thức là diện tích nhiều và kinh tế á, thì nó lại khác hoàn toàn. Chúng ta phải canh từng ly từng tí nè, rồi chúng ta phải chọn đúng cái thời điểm để làm bông, để khi mà chúng ta bán vào cái thời gian chúng ta muốn đó, cái giá thành nó sẽ cao hơn người ta lại vậy. Thì bước vô thì trước khi làm bông á, thì Nam cũng có chia sẻ nhiều cái clip nói về cái vấn đề làm bông, là trước khi làm bông á, thì quý vị hãy xem dùm cho Nam là cái cây mít ở nhà mình á, nó có phát triển hay không. Tại vì khi mà mình làm bông cho một cái cây gì đó, chúng ta cần phải có cái độ phát triển rất là tốt. Cái mức sinh trưởng của cái cây nó rất là tốt, bộ lá nó đầy đủ, cây nó sinh trưởng tốt, thì lúc mà giai đoạn chúng ta làm bông á, nó mới đủ lực để nó nuôi được cái bông và cái trái chúng ta sau này. Đó là cái điều kiện thứ nhất, là chúng ta cần phải xem lại cái cây của chúng ta nó có phát triển hay chưa. Đó, nó có đủ bộ lá hay chưa. Còn nếu mà trường hợp cây nó đủ bộ lá, nó đủ để cái sức để nó mang bông và trái, thì chúng ta sẽ tiến hành xử lý làm bông. Như Nam đây, Nam sẽ nói về cái quy trình xử lý làm bông. Thì đối với cái cây mít Thái á, thì Nam sẽ cho tiến hành là, đầu tiên thì Nam sẽ tiến hành là tứ cái 10-60-10. Cái 10-60-10 của bên công ty Bio Sa Băng thương hiệu quả cầu lửa đó, thì Nam sẽ cho tứ 1 ký 10-60-10, Nam pha cho 500 lít nước, Nam tứ cho một gốc là 10 lít nước. Tứ xong rồi thì qua ngày hôm sau quý vị sẽ xả nước nhẹ lại. Qua ngày hôm sau sẽ xả nước nhẹ lại, có nghĩa là mình sẽ xả nước 2 ngày liên tục tiến hành. Qua ngày hôm thứ ba là tiến hành chúng ta sẽ cắt nước luôn trong vườn. Cắt nước là có nghĩa là nếu mà ở dưới miền Tây á, thì bà con nông dân của mình nên tháo nước xương ra trong vườn dùm cho Nam, là cái nhất. Cái thứ hai nữa là đừng nên tưới nước ở trên cái cây, hoặc là trời mưa thì cũng không sao hết. Đó là cái vấn đề là cần lưu ý dùm cho Nam. Khi mà chúng ta tưới 10-60-10 xong rồi, khoảng 7 ngày sau chúng ta sẽ tiến hành đi cắt tỉa cành, cắt tỉa cành và nhánh phướng ở trong thân của cây mít. Như chẳng hạn là nhánh đực và nhánh phướng, cánh tâm mình sẽ cắt bỏ, mình sẽ loại bỏ đi. Đó, rồi khoảng 3 ngày sau thì bắt đầu tiến hành phun cái bộ làm bông. Cái bộ làm bông thì mọi người cũng biết đó, đó là cái 1 ký MKB cộng 1 ký 10-60-10 cộng với một gói ga hoa đồng loạt. Thì pha cho Nam là 350 cho đến 400 lít nước tùy vào cái màu lá của cái cây. Rồi 7 ngày sau mình sẽ phun lại cái cử thứ hai nữa. Phun lại cái cử thứ hai là cũng cái bộ làm bông 10-60-10 MKB ga hoa đồng loạt của bên công ty Bio Sa Băng thương hiệu quả cầu lửa nha. Thì mình phun hai cử, xong rồi á, khoảng 5-6 ngày sau á, thì trong thân cây mít chúng ta nó sẽ có hiện tượng là nó sẽ búp ra những cái mầm. Nó búp ra gì nè, những cái mầm ra gì nè. Thì lúc này là cái giai đoạn này là bắt đầu mình sẽ tưới nước nhẹ lại cho cái cây. Tại vì giai đoạn chặn vừa rồi là mình đã
mình đã tứ 10-60-10 xong rồi mình xả nước 2 ngày là bắt đầu mình cắt nước luôn rồi. Cắt nước luôn rồi. Thì mình cắt nước luôn rồi. Thì bây giờ là tiến hành là bắt đầu là mình sẽ tứ nước lại nè. Mình phun hai cử xong là cử thứ hai khoảng 5-6 ngày sau đó, mình sẽ tứ nước xương lại một cái. Tứ nước xương lại xong rồi quay ngang bắt đầu á là mình sẽ gãy phân để rước bông. Cái giai đoạn gãy phân để rước bông này nó rất là quan trọng. Nhiều khi một số anh em á lại thắc mắc chỗ nam là gì. Khi mà phun cái bộ làm bông xong rồi á, anh em không gãy phân rước bông á, thì bông thứ nhất á, bông nó sẽ không mập. Cái thứ hai nữa là vườn chúng ta nó không đủ cái dinh dưỡng để nó sẽ thúc cái lượng bông cho nó ra. Đó là hai cái điều kiện tại sao mà mình nên gãy phân rước bông lại vậy. Thì phân ở đây mình gãy để mình rước bông á, thì thường á, thì Nam sẽ cho cái công thức phân là như thế này. Là 4 bao 007 cộng với 1 bao Bumassa băng cộng cho 1 bao 3 số 16 bao 25kg. Mình trộn đều lại cho Nam, gãy cho Nam một gốc là khoảng 1kg. Rồi bắt đầu mình gãy xong mình tứ nước ẩm liên tục. Giai đoạn này là nó cần một cái độ ẩm để cho cái cây chúng ta nó kích thích lại cái bộ rễ, để cho nó phát triển ra cái bộ rễ này á, nó hút được nước và dinh dưỡng để nó thúc lên nuôi được cái lượng bông, để nó kích cái lượng bông cho nó ra. Thì khi mà mình gãy phân xong rồi á, thì cỡ khoảng tầm khoảng 6 ngày sau 7 ngày đó, thì quý bà con nông dân của mình để ý là trong cái thân nó sẽ búp ra rất là nhiều cái lượng mầm. Tại vì nó đủ cái hàm lượng dinh dưỡng mà. Thì giai đoạn này có lẽ là quý bà con nông dân của mình là cần phải phun kéo bông và kéo bông. Thì kéo bông ở đây á, thì Nam sẽ cho tứ cái dòng xô kéo bông ở dưới. Và phun hỗ trợ ở trên lá để giúp cho cái lượng bông chúng ta nó sẽ mập lên. Và nó ra sau này cái trái nó sẽ đạt hơn. Thì cái xô kéo bông, thì một xô kéo bông đó thì quý bà con nông dân của mình là pha cho Nam là cỡ khoảng là 4.000 lít nước, tứ cho được khoảng 400 gốc một xô kéo bông 20kg. Còn ở trên thì phun dùm cho Nam là cái 630-30 cộng với cái hàng ga qua đồng lọt với cái amino combi và thuốc sâu. Phun 7 ngày sau phun lại cho Nam thêm một cử nữa là phun 2 cử. Còn cái xô kéo bông là mình tứ một cử. Rồi xong mình tứ là quý bà con nông dân của mình đấy đi khoảng tầm khoảng 15 ngày sau là bắt đầu cây chúng ta nó sẽ nhú ra cái lượng mầm nó rất là đều. Lúc này là cái nó hình thành ra cái búp bông mày. Nó ra cái búp bông. Thì giai đoạn tiếp theo là quý bà con nông dân của mình là nên ngừa cái sơ đen thôi. Giai đoạn sau này là mình chỉ ngừa cái sơ đen thôi. Tại vì cái sơ đen á, thì hầu như á, vườn mít tơ hay là cái mùa giai đoạn mà mùa này mình làm á, nó cũng còn những gọi là những cái cơn mưa mà cuối mùa mưa đó, thì nó cũng còn những cái cơn mưa như vậy. Thì nó nhằm mục đích là nó sẽ là giúp cho cái mình xịt thuốc nấm khuẩn á, thì nó sẽ hạn chế một phần nào đó để cái vấn đề sơ đen. Để nhiều khi mà quý vị làm cây mà tầm khoảng 100 trái đi, mình nói ví dụ thôi, 100 trái mà sơ đen khoảng 50-60 trái là coi như là lỗ, không có đường nào mà chúng ta làm mà lợi hết. Tại vì cái mít Thái chủ yếu là một là cái sơ đen, hai là cái vấn đề bệnh xì mũ. Đó, hai cái vấn đề đó thì quý bà con nông dân của mình cũng biết rồi đó, thì rất là nghiêm trọng. Thì cái sơ đen á, thì giai đoạn mà để mình ngừa cho nó diệt đi những cái bầu tử nấm và vi khuẩn này, để nó không làm cho gây hại vào cái bông và cái trái chúng ta, cái mít chúng ta sau này á, thì khi mà Nam sẽ cho phun cái bộ siêu nấm siêu khuẩn á, cộng với cái dòng là siêu bo với thuốc sâu, thì Nam sẽ cho phun vào cái giai đoạn là cái ra cái búp bông của cái bông mít mình á, cái búp bông gì nè, nó chưa có nở ra nha, nó chưa có hình thành cái trái nha. Thì lúc này là Nam sẽ cho xịt trước. Thà là mình đã nói là gì, mình đã ngừa thì mình phải cần phải xịt trước cái thời điểm để cho không có những cái bào tử nấm này vào, bào tử vi khuẩn này nó sẽ xâm hại vào trong cái trái của chúng ta được. Thì giai đoạn ra búp bông là chúng ta phun dùm cho Nam, đó là cái bộ siêu nấm siêu khuẩn cộng với cái siêu bo cộng với cái chai sâu đó. Thì nếu mà bà con nông dân nào mà mình đi một chút á, thì cái giai đoạn mà tại sao mà mít chúng ta nó ra bông rồi á, nó bị méo trái này nọ, giật trái đó, thì nó một phần là do cái vấn đề là cái hạt phấn của chúng ta nó sẽ không có gọi là nó sẽ không có sống được. Cái hạt phấn một là không có sống được, cái thứ hai nữa là trong cái quá trình thụ phấn á, nó gặp những cái cơn mưa hay là chúng ta xịt thuốc men á, nó bay đi những hạt phấn á, thì nó dẫn đến tình trạng là trái của chúng ta sau này á, nó cũng không có thụ phấn được á, thì bắt đầu trái chúng ta nó sẽ bị méo đi một bên, hay là một cái vị trí nào đó mà cái hạt phấn nó đã gơ rồi đó, nó sẽ méo đi. Thì chúng ta cần phải phun hỗ trợ thêm
Thì Nam ở đây thì Nam cũng có nhiều cái mà Nam cũng muốn chia sẻ đến tất cả quý bà con, nhưng mà làm một cái clip á, mà nói dài dòng quá thì một số anh em lại nói là ừ nãy nói dài dòng quá đó, thì Nam sẽ cố gắng là nói những cái gì mà ngắn gọn xúc tích để cho mọi người nắm rõ hơn. Thì cái bộ siêu nấm siêu phẩm cộng với cái siêu bo, cộng với cái siêu bo với cái thuốc sâu xịt dùm cho Nam là cứ 7 đến 10 ngày xịt một lần. Ngoài ra thì có thể mình cộng thêm những cái dòng dinh dưỡng qua lá, như chẳng hạn là nuôi mít nhỏ với hàng ai cái chai Amino Combi 79 thì mình sẽ cộng vô thêm để hỗ trợ thêm cái cây của chúng ta nó đủ cái dinh dưỡng hơn. Thì khi nào mà chúng ta ngưng phun cái bộ siêu nấm siêu phẩm và cái siêu bo, nhiều anh em cũng có hỏi Nam cái câu này, thì sẵn dịp đây thì Nam cũng chia sẻ đến anh em luôn là khi mà giai đoạn cái trái mít của chúng ta, trái thứ ba đó, nó tụ phấn xong hết rồi thì chúng ta ngưng xịt cái siêu bo và cái siêu nấm phẩm. Khi trái thứ ba, trái cái bông mít đó, nó sẽ có ra cái vị trí là trái thứ nhất, trái thứ hai, trái thứ ba. Thì cái trái thứ ba á, nếu mà trái thứ ba này á, nó thụ phấn xong rồi hết á, thì quý bà con nông dân của mình sẽ ngưng xịt cái dòng siêu bo và siêu nấm phẩm. Cứ 7 ngày 10 ngày mình sẽ xịt cái dòng từ lúc mà ra búp bông đó, thì ra búp bông đó thì mình sẽ ra cái búp bông là mình sẽ tiến hành là 7 đến 10 ngày mình sẽ xịt liên tục dùm cho Nam. Những anh em nào mà có làm theo Nam rồi đấy thì là cái vườn mít Thái nó tỷ lệ sơ đen đó, vào cái tháng mùa mưa Nam làm đó, là rất là ít, tầm khoảng từ 5% thôi, 5% đổ lại đó. Đó là những cái miếng vườn mà Nam đã làm đã theo sát với Nam đó. Thì đó là cái vấn đề là nuôi cái búp bông. Thì tới cái giai đoạn mà chúng ta xịt ngừa cái sơ đen thì cứ tầm khoảng 7 đến 10 ngày chúng ta xịt qua lá xương ở ngoài lá dùm cho Nam. Thì cái bộ là siêu nấm siêu phẩm siêu bo và thuốc sâu rồi xịt cho Nam, thì có thể mình cộng thêm những cái dòng dinh dưỡng qua lá như chẳng hạn là chai nuôi mít nhỏ nè với cái chai Amino Combi, thì chúng ta để chúng ta nuôi được cái búp bông cho nó được lớn đều hơn để giúp cho cái sau này cái trái chúng ta nó sẽ mập hơn, bự hơn. Thì đó là cái giai đoạn mà nuôi búp bông. Thì Nam sẽ làm thêm một cái clip nói về là cái giai đoạn nuôi trái nữa, thì sẽ gửi đến tất cả quý bà con nông dân của mình. Thì đây thì Nam sẽ làm một cái quy trình tổng thể về cái vấn đề là xử lý làm bông mít thôi. Còn anh em nào chưa hiểu hay là còn thắc mắc ở chỗ nào đó thì cứ việc liên hệ vào số điện thoại của Nam hoặc kết bạn Zalo với Nam để cùng nhau chia sẻ những cái gì mà mình biết, thì để làm cho nó đạt trên cái miếng vườn của anh em. Thì anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấp vào chữ đăng ký kênh và cái chuông. Mọi thắc mắc thì hãy liên hệ vào số điện thoại của Nam. Thì Nam kính chúc tất cả quý bà con nông dân của mình có thật nhiều sức khỏe. Nếu thấy video này hay, anh em chỉ nhấp vào cho Nam xin một like. Rồi, cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều nha.